Từ trưa ngày 4 tháng 9, dòng xe ùn ùn đổ về thành phố Hà Nội trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9. Đáng nói tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ hướng vào trung tâm Hà Nội, lượng phương tiện tăng cao đột biến, gây ùn tắc tại nút giao Pháp Vân Vành đai 3 trên cao kéo dài gần 4 km. Để di chuyển quãng đường gần 3 km tại đây, các phương tiện phải mất gần 45 phút. Đến 14 giờ, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 3, đội 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, để tránh ùn tắc trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Giẽ, Ninh Bình, Cao Bồ, Mai Sơn, đơn vị đã phân luồng từ xa. Lực lượng cũng dựng giải phân cách mềm ngay sau trạm thu phí Ngọc Hồi, Thanh Trì để điều tiết phương tiện đi ra đường gom cao tốc chống ùn tắc và xung đột các nút giao thông hướng vào thành phố. Lực lượng chức năng khuyến cáo tài xế quay lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ nên chọn lộ trình phù hợp.